Hi mọi người, hôm nay mình sẽ ăn hàu đại dương sốt ớt nha. Mình mua gần 10 con hàu đại dương size lớn. Loại hàu này thì người ta đã làm sạch và tách sẵn cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy ra và ăn thôi. Và được đóng trong cái bịch ni lông rất là kỹ luôn nha. Còn bây giờ mình sẽ làm cái sốt ớt nha mọi người. Mình ăn cay nhiều thì mình xay ớt nhiều một tí xíu nha mọi người. Xay khi nó vừa nhuyễn tới là mình dừng lại. Ta nói vừa mở nắp ra nó muốn sặc sụa tại chỗ luôn á. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng đường nha, 1 muỗng wasabi, tí xíu muối và một tí chanh nha mọi người. Chỉ quên tầm 2 trái chanh nha. Rồi mình trộn đều cho tan gia vị. Mùi ớt và mùi wasabi hòa hợp rất là thơm và cay. Nồng. Hàu mình sắp là dĩa sẵn rồi, mình cho lên như vậy nè. Còn bây giờ mình mời mọi người ăn hàu với Kim nha. Cái món này hôm bữa mình đi ăn tình cờ mình thấy nó ngon quá nên mình về mình làm theo. Còn cái ớt là do mình ăn cay nhiều nên mình làm ớt nhiều như vậy thôi nha. Nào mà không ăn cay nhiều được thì mình cho ớt ít lại thôi nha mọi người, để ăn nóng bụng á. Cái vị chua chua cay cay từ ớt, thơm nồng từ wasabi, tôi nói nó đã lắm mọi người, ăn nó rất là đỉnh luôn. Hàu thì tươi sống rất là to nữa. Tuy là mua gần 10 con nhưng mà mình ăn hết được 5 con rồi đó. Mà công nhận cay ghê á, nhưng mà rất là ngon nha. Ăn xong có ứa nước mắt tí xíu thì mà ngon lắm luôn á mọi người. Hồi nãy mình cũng quên bỏ bớt hột ớt đi, nên nhìn xa cứ tưởng nó như cà chua vậy đó mọi người.